Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Bài học đáng ngẫm về chữ tín. Hai người bạn cùng phòng là David và Tony đều tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Sau thời gian du học, David quyết định ở lại nước Mỹ để lập nghiệp, còn Tony quyết định trở về quê hương theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Mình lại thất bại rồi Tony à? Họ cứ xem xong hồ sơ của mình là từ chối ngay mà không thèm kiểm tra coi trình độ chuyên môn của mình thế nào. Đừng nản chí chứ David, thua keo này ta bài keo khác. Mình tốt nghiệp bằng giỏi, tại sao lại không trúng tuyển chứ? Hay là họ phân biệt người da màu? Nếu thật thế, thì nhất định mình sẽ kiện cho ra lẽ. Mình nghĩ cậu nên bình tĩnh. Có thể các vị trí mà cậu ứng tuyển, họ lại không cần trình độ cao như cậu thì sao? Chắc có thể là vậy ha. Mình sẽ cố gắng nộp thêm vài chỗ nữa. Chết rồi, bữa nay là ngày trả sách cho thư viện. Mấy ngày qua bận dọn dẹp đồ đạc để về nước nên mình quên khuấy đi mất. Ủa, mình tưởng giờ này cậu đang ngồi trên máy bay rồi chứ. Đúng thế. Nếu như không có chuyện mình nhớ ra, hôm nay là đến hạn ngày trả sách thư viện. Cái gì? Cậu đùa đó à? Cậu bỏ chuyến bay chỉ vì một cuốn sách chưa trả ư? Cậu quan trọng quá vấn đề quá rồi Tony ạ. Có một cuốn sách, quên rồi thì thôi, ai mà đi đòi chứ. Vậy cuộc phỏng vấn của cậu thế nào rồi? Có ổn không? Mình thử theo lời cậu nói, tìm những vị trí công việc thấp hơn một chút. Nhưng mình vừa ở chỗ phỏng vấn về, sau khi coi hồ sơ của mình xong họ vẫn từ chối. Mình đã trình bày với giám đốc về tình trạng của mình và đề nghị ông ấy cho mình biết lý do. Cậu biết không, lý do hóa ra đó là khi họ vào trong mạng của trường để kiểm tra hồ sơ của mình, họ thấy lưu biên bản của 3 lần mình bị phạt vì trốn vé xe buýt. Mình còn chẳng nhớ việc đó. Thế mà đó chỉ là một lỗi nhỏ, sinh viên nào chẳng có lúc mắc. Thiệt là quá đáng. Cậu nghĩ thế là sai rồi. Ở một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh, để nâng cao chất lượng cuộc sống, họ có thể chi rất nhiều để làm công tác xã hội, giúp người lầm lỡ muốn làm lại cuộc đời. Nhưng lại rất khắt khe và rõ ràng trong những việc nhỏ như trốn vé xe buýt. Cậu phải hiểu rằng, quy tắc là tiêu chí của một xã hội văn minh, mọi người đều phải tuân thủ. Đi xe buýt thì phải mua vé, cũng như mượn sách thì phải trả lại. Không mua vé và không trả sách cũng giống như quỵt nợ. Hãy nhớ, một lần bất tín là vạn sự bất tinh.